Bệnh sỏi thận là một trong những bệnh phổ biến hiện nay và thường có nguy cơ tái phát rất cao. Đây là một bệnh đơn giản, nhưng nếu không chữa trị kịp thời thì gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm như suy thận, vỡ thận và có thể dẫn đến tử vong. Hiện có rất nhiều phương pháp điều trị bệnh, trong đó y học dân tộc cũng có rất nhiều bài thuốc với nguồn dược liệu chính là những cây cỏ xung quanh cuộc sống, rất có hiệu quả đối với bệnh sỏi thận. Chị Nguyễn Thị Vân Hà ở Từ Liêm, Hà Nội là một trong những trường hợp đã mắc phải bệnh sỏi thận trong một thời gian dài, dẫn đến tình trạng sỏi to và bị viêm, gây hiện tượng đau buốt, không thể làm việc và sinh hoạt được bình thường. Khi đi khám, siêu âm tình trạng bệnh, tưởng rằng đã phải xác định lên bản mổ lấy sỏi. Thế nhưng, được sự tư vấn điều trị của các thầy thuốc, chị đã tìm đến phương pháp dùng thuốc nam. Cái đầu tiên là tôi phát hiện ra mình bị sỏi thận là năm 2003. Tuy nhiên là mình cũng vì là nó cũng chẳng có một cái triệu chứng gì thì là từ phát hiện ra là do đi khám sức khỏe. Thì mình phát hiện ra thì nó cũng không có triệu chứng gì đến mãi khoảng năm 2007. 2007 thì tôi bắt đầu là tôi thấy là nó rất là mỏi lưng, mỏi cái vùng thắt lưng này này. Và thỉnh thoảng nó đau tức ở đấy. Thế thì cũng mình vẫn bỏ qua. Cho đến khoảng năm 2010, 2011 thì rất là đau. Đau mà không đứng, không nằm, cũng không ngồi được. Mà nó cảm giác nó đau âm ỉ, đau như có ai cầm dao sọc vào lưng mình ấy. Nó rất là đau. Thế khi mà tôi đi khám thì là mình lúc đấy là bị viêm nhiễm. Và các bác sĩ cũng có nói là đấy là do sỏi nó, cái viên sỏi nó bắt đầu to lên, nó khoảng là 0,7 mm rồi. Nó khoảng như thế rồi. Thì là nó to lên cái là nó bắt đầu di chuyển. Khi nó di chuyển thì là nó gây, nó cọ sát, nó làm mình đau. Nếu như theo tôi theo Tây Y thì ngay thời điểm mà tôi phát hiện ra thì bác sĩ bên Tây Y cũng nói rằng là cái trường hợp này phải mổ. Phải mổ, có thể là nội soi, có thể là mổ cái phương pháp truyền thống. Thì nhưng mà tôi rất là sợ, thì tôi quay sang bên dùng, tôi cũng đi tư vấn bên Đông Y, thì bên vị bác sĩ Đông Y đó cũng bảo tôi là nên dùng cái này thì nó có thể ra, dùng Đông Y thì nó có thể ra mà không nhất thiết phải mổ xẻ. Đấy thì tôi dùng thì tôi thấy là cái thứ nhất là tôi dùng thuốc nam, là toàn bộ những cái thuốc, là những cái nguồn dược liệu mà mình Việt Nam mình có thể trồng và sản xuất được, chứ không nhất thiết phải nhập từ Trung Quốc như là một số vị thuốc của bài thuốc Bắc. Thế đây tôi dùng thuốc nam thì thứ nhất là tôi thấy là cái nguồn dược liệu của mình có mà nó cũng rất là tốt. Và đương nhiên là những cái gì nó là thiên nhiên thì bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn với cái việc là mình sử dụng công nghiệp. Sau nhiều tháng kiên trì dùng những bài thuốc nam từ dược liệu là những cây cỏ trong thiên nhiên, tình trạng sỏi của chị Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chị không còn đau, sỏi được thu nhỏ và đẩy ra ngoài. Đến nay, chị đã điều trị thành công bệnh sỏi thận. Sau nhiều lần đi kiểm tra, thăm khám và theo dõi định kỳ, tình trạng bệnh của chị hiện chưa bị tái phát lại. Bên cạnh đó, dù không còn dùng thuốc điều trị, song chị vẫn tích cực dùng những loại nước uống làm mát từ giảo cổ lam, nấm linh chi. Và thực sự thấy phù hợp với việc dùng thuốc nam. Bản thân tôi thì tôi thấy là qua quá trình sử dụng thuốc đông y thì mình nên có những cái phát triển về đông y, bởi vì là nó lành tính hơn. Nó lành tính hơn về phía Tây y, bởi vì nhiều khi uống Tây y nó rất là nóng. Thực sự là uống được cái, chữa được cái bệnh nọ thì nó sẽ phát sinh ra bệnh kia. Ví dụ như tôi chữa được xong cái sỏi thận, có khi tôi quay ra tôi bị gan chẳng hạn, bởi vì uống nó rất là nóng. Mà cái quá trình điều trị nó có thể là dài. Hoặc nếu như liên quan đến mổ xẻ thì nó cũng có sự ảnh hưởng. Ví dụ tôi mổ truyền thống thì đương nhiên nó ảnh hưởng về cái việc mất máu chẳng hạn. Thế mà nếu như mà, bởi vì tôi cũng đi tìm hiểu cái phương pháp tán sỏi ở ngoài đấy,
thì là nó cũng gây đau người rồi các thứ đấy. Tôi chưa trải qua cái việc đó, nhưng mà tôi cũng hỏi mọi người thì mọi người bảo là cũng không nên nên tán, thì là cứ nên uống thuốc đông y. Thì tôi thấy là cái thời gian mà mình uống thuốc đông y nó đã ra được sỏi rồi, thì là cái nếu như có bị lại nó cũng rất là dài, cho đến ví dụ như đến từ năm khoảng năm 2010 đến bây giờ, thì cách đây khoảng 3 tháng tôi có đi siêu âm lại thì cái viên sỏi kích thước của tôi nó rất là nhỏ. Nó nhỏ mà không nhất thiết là phải uống thuốc. Đấy thì từ năm 2010 đến bây giờ là 5-6 năm rồi, tôi không phải sử dụng lại thuốc để điều trị cái bệnh sỏi thận. Bệnh sỏi thận có thể mắc phải bởi rất nhiều nguyên nhân như do cơ địa, do uống quá ít nước, bị bệnh tiểu đường, chế độ ăn không hợp lý. Bệnh này thường không có biểu hiện rõ rệt thời kỳ đầu mắc bệnh, mà khi bệnh đã có tiến triển nặng hơn thì ta có thể thấy các dấu hiệu phổ biến là đau ở vùng sườn bụng, giữa xương sườn và hông. Đau ở hông, cảm giác đau lan tỏa tới tận háng. Đái ra máu, đái buốt, đái dắt, đái mủ, tắc đái từng lúc hoặc hoàn toàn và có thể bệnh nhân sẽ bị sốt, buồn nôn. Theo y học cổ truyền thì bệnh sỏi thận và đường nói chung và sỏi đường tiết niệu nói riêng thì là nguyên nhân chính vẫn là do là thấp nhiệt gây ứ đọng. Mà ở ứ đọng ở bằng ở hạ tiêu gây đến là sỏi nhỏ là hay còn gọi là nhỏ giọt, gọi là sa lâm, giọt to thì gọi là thạch lâm, sa và thạch thì đều liên quan đến sự bài tiết nước tiểu, thì gây cho chứng là đau bụng, đau lưng và đau vùng sinh dục, có thể là bí tiểu tiện, thậm chí là đi tiểu ra máu, thậm chí có những cơn đau là vật vã phải đi đến bệnh viện cấp cứu. Đấy là chứng sỏi đường tiết niệu. Sỏi thận là bệnh có thể chữa bằng nhiều phương pháp, cả trong y học dân tộc và y học hiện đại đều có những liệu trình điều trị phù hợp với từng dạng sỏi, từng thể trạng bệnh nhân. Trong dân gian vẫn truyền miệng nhiều loại dược liệu dùng để chữa sỏi như cây kim tiền thảo. Kim tiền thảo là một cây thuốc quý, hiện nay đã được trồng ở nhiều vùng có khí hậu phù hợp để cung cấp làm nguồn dược liệu bào chế thuốc. Nhiều bệnh nhân sỏi thận đã dùng nước sắc lá kim tiền thảo khô uống hàng ngày và có sự cải thiện đối với tình trạng bệnh. Ngoài cây kim tiền thảo, có thêm một số dược liệu rất thích hợp để điều trị bệnh sỏi thận như cây dứa dại, cây chuối hột. Tuy nhiên, không phải dạng sỏi nào cũng có thể điều trị bằng các loại dược liệu này. Như kim tiền thảo không có tác dụng rõ ràng đối với sỏi có cấu trúc oxalat canxi mà hiệu quả rõ hơn đối với sỏi có cấu trúc urat. Việc dùng được hay không, những bài thuốc nam cần phải có sự thăm khám, chẩn bệnh của các bác sĩ, thầy thuốc. Bên cạnh đó, không phải chỉ dùng một bài thuốc và uống không có định lượng cũng rất nguy hiểm. Vì thuốc cũng cần có bài và các vị hỗ trợ nhau. Phương pháp chữa sỏi thận thì rất nhiều phương pháp chữa. Tây y thì thường là phẫu thuật, một là hiện nay là có thể là mổ phanh hay là mổ nội soi và có thể là tán sỏi. Nhưng trong y học cổ truyền thì trên dân gian ấy thì thường có những bài thuốc cổ truyền. Ví dụ như là cây cỏ thiên nhiên có thể là dễ kiếm mà dễ trồng mà có thể người dân cũng tự đi kiếm được. Ví dụ như là cây kim tiền thảo, có những địa phương gọi cây kim tiền thảo là lá mắt trâu,
hay là lá đồng tiền lông, đấy cũng là cây kim tiền thảo, nó do từng địa phương. Ngoài ra cây kim tiền thảo chính thì còn có sa tiền tử, và ví dụ như quả dứa hay là quả chuối hồ rừng, thì tất cả là những bài thuốc được đúc kết hiện nay thì là có thể dùng rất nhiều bài và nhiều triệu chứng bệnh lý khác nhau và để điều trị. Hiện nay, nguồn dược liệu trong nước đã được khai thác và có tiềm năng rất lớn. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh cũng đã thấy việc sử dụng thuốc nam dân tộc mang lại nhiều ưu điểm so với việc sử dụng những phương pháp điều trị của y học hiện đại. Việc dùng phương pháp điều trị bằng thuốc nam dân tộc phù hợp với những tình trạng sỏi con bé mới bắt đầu. Để điều trị sỏi thận thành công, bệnh nhân đều phải được thăm khám của các bác sĩ, thầy thuốc có chuyên môn. Bên cạnh sử dụng thuốc, việc thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, tăng cường vận động thể dục thể thao cũng là biện pháp hỗ trợ điều trị bệnh tốt nhất. Thay đổi những thói quen đó cũng là biện pháp hữu hiệu để mọi người có thể phòng tránh việc mắc bệnh sỏi thận. Chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe. Thứ nhất, hàng ngày chúng ta phải chế độ ăn uống, sinh hoạt là một cái yếu tố rất quan trọng. Thứ nhất, để phòng trừ tốt về bệnh sỏi thận thì chúng ta hàng ngày phải uống nhiều nước. Đấy là một cái yếu tố cơ bản. Cái thứ hai là người dân chúng ta là phải theo định kỳ chúng ta đi kiểm tra sức khỏe. Ví dụ 6 tháng một lần hoặc hay là 1 năm mình kiểm tra để phát hiện sỏi có sỏi hay là không có sỏi. Cái thứ ba là nên tập dưỡng sinh hoặc là tập các môn thể thao, tập luyện cho cơ thể là nó khỏe mạnh để cái đề kháng nó cao. Cái thứ tư, khi phát hiện có sỏi nhỏ thì chúng ta phải nên tìm đến. Vì hiện nay y học hiện đại là có thể phát hiện sỏi rất tốt, chỉ cần qua các bệnh viện, vào bệnh viện thăm khám, siêu âm thì có thể phát hiện được sỏi, có sỏi hay là không có sỏi. Nếu như có sỏi kích thước nhỏ thì chúng ta điều trị sớm thì nó rất tốt. Nó không gây đến những cái hậu quả khôn lường, ví dụ như là bị viêm nhiễm đường tiết niệu, bị là ứ nước ở thận và dẫn đến đến nguy cơ về sức khỏe. Tốt nhất là người dân là nên kiểm tra sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm. Và khi có sỏi thì nên tìm đến những nhà thuốc và những thầy thuốc có uy tín để điều trị cho nó kịp thời, cho nó hiệu quả, nó tốt ạ. Kho tàng những bài thuốc điều trị bệnh trong nền y học dân tộc ta là vô cùng phong phú. Tuệ Tĩnh xưa có câu, nam dược trị nam nhân, ý chỉ bệnh của ta hãy dùng cây cỏ nước ta để điều trị. Dù y học hiện đại đã có nhiều bước tiến đáng kể, song không thể phủ nhận những bài thuốc dân tộc vẫn có chỗ đứng và giá trị riêng. Việc phát huy khai thác tiềm năng của thuốc dân tộc sẽ giúp cho việc điều trị bệnh có nhiều hiệu quả hơn, mang lại sức khỏe và giá trị sống tốt đẹp hơn cho mỗi chúng ta trong nhịp sống hiện đại ngày nay.